cái việc mà xâm phạm tình dục, quấy rối tình dục trong thời gian vừa qua đó là nó xảy ra một cách rất là phổ biến. Do đó thì phải quy định giống như là phạt hành chính, không chỉ phạt hành chính mà sẽ xác định đây là những cái hành vi dâm ô là phải xử lý hình sự.